Ở bất kỳ lứa tuổi nào, giáo dục nghệ thuật đều có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong việc phát triển tư duy sáng tạo toàn diện, đặc biệt với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhóm ngành nghề sáng tạo nghệ thuật là một trong những nhóm ngành nghề có triển vọng theo xu hướng xã hội và an toàn trước làn sóng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0. Với mong muốn các con học sinh được phát huy tối đa khả năng học tập và trải nghiệm nghệ thuật, đồng thời nâng cao định hướng thực tiễn, khả năng ứng dụng cho bộ môn mỹ thuật tại trường. Từ năm học 2021-2022, Greenfield School đã hợp tác cùng trường âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Erato, trường nghệ thuật tư nhân hàng đầu Việt Nam, để đổi mới chương trình mỹ thuật cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 9. Chương trình mỹ thuật đổi mới do Erato biên soạn được xây dựng theo hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục. Chương trình tập trung vào 4 nhóm chính bao gồm kiến thức mỹ thuật, kỹ năng gia công thẩm mỹ, lịch sử nghệ thuật, trải nghiệm nghệ thuật. Cái điểm khác biệt nó cơ bản ở cái mình đưa vào là đấy là về phần lịch sử mỹ thuật và cái nguyên lý thực hành mà nó gắn liền với cái hệ thống lịch sử nghệ thuật đó. Đấy, thì nghệ thuật thì nó không chỉ đơn giản nó là một cái bộ môn năng khiếu mà ai phải có những cái gì đấy thiên phú thì mới học được. Mà nghệ thuật nó là một cái cánh cửa để mà chúng ta chi nhận thế giới. Và khi mình tiếp cận theo cái cách nghĩ đó thì cái giáo trình của mình ấy, nó có những cái bộ phận về lịch sử mỹ thuật, về kỹ năng là những cái đó gắn liền mật thiết với nhau. Ví dụ như là màu sen kẽ thì gắn liền với cái danh họa Van Gogh. Thì đó là những cái điểm mà cái thực tiễn của cái việc sáng tác nghệ thuật nó gắn liền với cái thực hành của học sinh, giúp cho học sinh hiểu được cái tiến trình vận hành của nghệ thuật thế giới thông qua những cái bài học mà đơn giản mà nó lại phát huy cái hiệu quả của giáo dục thẩm mỹ và của nghệ thuật. Không chỉ đơn thuần thực hành về mỹ thuật, chương trình đổi mới tại Greenfield School giúp các con học sinh có được những trải nghiệm đa dạng hơn về mỹ thuật qua nghệ thuật thị giác. Các con được tìm hiểu nhiều trường phái nghệ thuật từ các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, được thực hành đa dạng chất liệu, đa dạng kỹ thuật và khám phá nghệ thuật đa phương tiện. Cái giáo trình này nó mô tả được cái gọi là cái sự cập nhật của nghệ thuật thế giới bây giờ là nghệ thuật thị giác. Trong đó thì nó có cái, nó không chỉ đơn thuần là thực hành về mỹ thuật cơ bản mà nó còn cho học sinh tìm hiểu được thế nào là video art, thế nào là nghệ thuật đương đại, thế nào là nghệ thuật sắp đặt và các cái loại hình media art, ví dụ như kiểu phim hoạt hình này, rồi thì stop motion này, và cái nó gọi là moving image, có nghĩa là người ta sáng tác ở trên cái hệ thống hình ảnh động nói chung. Thì đấy là những cái gọi là căn cứ cơ bản để cung cấp cho học sinh, song hành với cái tiến trình, cái lịch sử của cái việc mà người ta ứng dụng cái nghệ thuật mới đấy ra sao. Thì đấy là những cái bổ sung rất là quan trọng về mặt chất liệu cũng như là về mặt tư tưởng, giúp cho các em thấu hiểu được cái tiến trình vận hành của nghệ thuật đương đại thế giới. Mình lấy học sinh làm trung tâm, mình xây dựng dự án nghệ thuật, rồi mình xây dựng tác phẩm nghệ thuật từ chính những cái ý muốn của các em. Và mình giúp cho các em họp nhóm lại, giúp cho các em có thể triển khai được cái ý đồ của chính mình, chứ không phải là khô cứng làm theo cái sự yêu cầu của giáo viên. Cái việc mà lấy học sinh làm trung tâm thì mình cho rằng là nó là một cái giáo dục rất là cấp tiến, và mình hy vọng là mình có thể thực hiện được cái sự cấp tiến đấy thông qua cái bộ giáo trình của mình. Để chương trình mỹ thuật đổi mới đạt được hiệu quả, thầy cô chính là những người đầu tiên thay đổi, làm mới chính mình, bắt đầu từ niềm đam mê, tình yêu đối với học trò, với mỗi bài giảng, thay vì truyền thụ kiến thức một chiều. Là giáo viên không còn bị trói buộc bởi các cái đề tài nữa, các cái đề tài có thể được tự do hơn, và chính vì được tự do hơn cho nên nó phát huy cái tính sáng tạo mạnh hơn. Nhưng bù lại thì nó cũng khó khăn hơn một chút trong cái tiến trình mà mình chuẩn bị cho bài giảng, bởi vì nó liên quan khá nhiều đến công nghệ. Ví dụ bây giờ giáo viên phải biết phần mềm xử lý ảnh, phần mềm dựng phim, tích hợp chúng lại với nhau, tạo ra những cái hiệu ứng của phim ảnh cũng như là âm thanh trong cái tiến trình mà mình xây dựng những cái project về nghệ thuật cùng với cả các em học sinh. Đấy thì nó còn giúp cho người ta có cái kỹ năng quản lý chính những cái tài nguyên mà mình tạo ra,
và trên cơ sở cái tài nguyên đấy thì mình tái sáng tạo nên những cái sáng tạo mới từ những cái hệ thống vật liệu cũ, có nghĩa là từ những cái thành quả của quá khứ mà mình đã xây dựng được. Đấy, thì đấy là những cái điểm lợi và những cái khó khăn. Và hiển nhiên tiếp cận với ngần ấy công nghệ thì giáo viên phải tự bổ sung rất là nhiều. Đấy, và nhưng mà thế giới họ đang vận hành như thế, mình chẳng còn cách nào khác là mình phải đuổi theo thôi. Đấy. Như Pablo Picasso đã nói, mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào duy trì được con người nghệ sĩ ấy khi chúng lớn lên. Thông qua chương trình Mỹ thuật đổi mới, Griffith School mong rằng những thế hệ học sinh tại trường sẽ phát triển khả năng sáng tạo, sự tự tin thể hiện cảm xúc bản thân, cảm nhận được thế giới một cách sâu sắc, qua đó cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống, như cái đích mà nền giáo dục Griffith School muốn hướng tới.